nay xin chào cả nhà. Bữa nay mình làm đu mãng cầu, quên mình nói đu đủ. Mãng cầu này nè, hai cái này thì ở nhà là mãng cầu của mình chính nè. Cái này tại vì cái da nó màu đen đen này. Còn cái này thì mình mới mua thêm hồi sáng này, cũng mãng cầu vườn của mình. Bữa nay mình làm mãng cầu thái muối ớt cho chị Chữ ở Úc. Mà cả nhà cùng theo mình làm nha. Là những món hàng cho chị Chữ này. Còn đây là khô cá sặc bớm nè. Cả nhà mình thấy khô cá sặc bớm thiệt là ngon luôn á. Con này chắc là lúc nó còn tươi nó bự dữ lắm á. Mà giờ nó khô mà nó bự chảng vậy nè, mà nó tông khe. Nó khô queo luôn, ăn rất là ngon. Còn đây là măng khô của mình nè. Măng khô vàng tươi luôn. Măng khô thiệt ngon luôn. Măng khô này chuẩn bị mình gửi qua Mỹ nè, với khô này. Đây là khô. Còn mãng cầu thì mình gửi qua Úc. Bây giờ mình gửi mãng cầu ra để mình sấy. Bây giờ mình sấy nó gáo trước. Thì mãng cầu này nó chín hơi mùi nè. Cho nó hơi gáo gáo rồi mình mới ướp muối ớt vô cho nó ngon. Mình gửi nó ra mãng cầu ra. Mãng cầu của mình mùa này nó ít tái hơn mùa rồi. Mùa rồi tái quá trời, cái mùa này tái ít. Hổm hai thì nó chín ngay ra thì cái. Cho nó ráo ráo bớt rồi cái mình ướp muối ớt vô. Để từng múi ra. Mình để luôn cái hộp để cho nó có cái giống như cái muối mãng cầu, để mình lấy cái hộp ra cái nó không có còn giống cái muối mãng cầu. Mình gửi nãy giờ hai cái, ông xã mình mới vừa đi vườn về hái được trái nữa nè. Là của mình được ba trái, mình mua trái này. Hiện giờ thì mình mua mãng cầu này là 30.000 ký mãng cầu tươi vậy nè. Lấy hột ra, mình tính để hột mà mình suy nghĩ để hột cân nó nặng mà đem đi thì tiền cước nó mất, cho nên giờ mình lấy hột ra nè. Cái cầu ông xã mình mới vừa hái về ngon quá trời luôn, nó vừa chín tới làm nó ngon. Còn cái mà mình không hái cái mình để chín mùi á, mùi thì nó không ngon, không nó chín quá. Mãng cầu của mình đã sấy nó gáo rồi nè. Rồi mình lấy ra cái mình ướp với ớt ra. Ê, mình ướp mà nó ướt quá, cái mình thấy nó chảy nước ra. Chảy nước cái mãng cầu ra. Cho nên mình làm cho nó hơi gáo hơi nước. Cái mình mới sấy cho nó gáo gì, cái mình mới ướp. Ướp với ớt vô rồi mình sấy cái lại cho nó khô. Gửi hộp mãng cầu ra đây. Đây là cho ớt vậy. Ớt này mình rửa sạch mình lọc cuốn rồi nè. Cái giờ mình cho đây mình xay cái nhuyễn. Mình cho chắc hết như đây là quá cay. Chị Chữ dặn làm cay cay. Làm như thế này. Khoảng 4 kg mãng cầu của mình nè, mà mình sấy nó mới hơi héo héo à, mình lấy hột ra hết giờ còn chỉ có 1 kg à, mà không biết mình sấy khô lại còn được nửa ký luôn. Thank you.
mình xay hết rồi. Sạch luôn. Giờ mình cho muối vô. Muối ớt vô. Cái mấy nãy chú bên đây là mình cũng để thấy cho chị chữ luôn. Mình cho muối ớt vô. Mình xay gì là cái ớt nhiều thì cái gì ngon nó thấm vô. Thì mình cho lên thay mình sấy trở lại cho nó khô. Giờ nó có ớt vô coi nó đẹp. Giờ mình cắt cái cao để mình sấy gửi cho chị chữ. Mình rửa nước này mình có để miếng muối với dốc xíu chanh vô. Cái cao mình đẹp ghê luôn. Đây dừa nè, mình mới đập xong rồi. Mình chuẩn bị để mình xào cho chị chữ ở Úc. Dừa này làm mình làm ra thành mứt dừa dẻo. Mới vừa cứng tới rồi. Dừa mình cải xong hết rồi nè. Mình rửa sạch tơn rồi. Giờ mình sắc. Giờ mình sắc lá dứa để mình làm màu lá dứa. Lá dứa chị chữ gì đặt mình mứt dừa vị lá dứa. Mứt dừa màu lá dứa thôi nè. Dừa của mình xào khô rồi nè, cháy rồi nè. Mì đường ít chứ không có nhiều. Mình cho mít dừa vô bịch. Chị chữ thì không chịu hút hay không, cho nên mình vô cái bịch này nè. Cái mình được rồi.